tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cảnh báo từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên thượng lưu các sông từ 3 đến 7 mét, hạ lưu các sông từ 2 đến 3 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ tại thượng lưu sông Mã, sông Bưởi ở tỉnh Thanh Hóa, thượng lưu sông Cả tỉnh Nghệ An lên mức báo động 1, báo động 2. Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, tỉnh Hà Tĩnh lên báo động 2, báo động 3. Hạ lưu sông Mã, tỉnh Thanh Hóa còn dưới báo động 1. Hạ lưu sông Cả và sông La, tỉnh Hà Tĩnh lên báo động 1. Các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam lên báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Riêng các sông nhỏ ở Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng lên báo động 3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1. Về tình hình hồ chứa thủy lợi, theo báo cáo của Cục Thủy lợi, tính đến 17 giờ ngày 18 tháng 9, Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ, dung tích đang ở mức thấp, đạt 43-65% dung tích thiết kế. Hiện có 145 hồ hư hỏng, xuống cấp và 52 hồ đang thi công. Nam Trung Bộ có 517 hồ, dung tích đang ở mức thấp, đạt 30-57% dung tích thiết kế. Hiện có 26 hồ hư hỏng xuống cấp và 19 hồ đang thi công. Về đê điều, các tỉnh, thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Bình Định có 971,5 km đê biển, đê cửa sông. Trong đó có 39 trọng điểm trên các tuyến đê dưới cấp 3, có một công trình đang thi công dở dang tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9, các đơn vị đã kiểm đếm hướng dẫn 66.960 tàu trên 306.725 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, trong đó 199 tàu trên 868 người hoạt động khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Các tàu đã nắm được thông tin và đang di chuyển về bờ. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Định cho biết lúa hè thu còn 1.635 hectare chưa thu hoạch. Lúa mùa ở các tỉnh Bình Định đã gieo cấy 3.400 ha, hoa màu chưa thu hoạch 32.404 ha. Theo bản tin phát lúc 5 giờ ngày 19 tháng 9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 19 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2024. Tại Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vào lúc 11 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 tên quốc tế là Solik ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông trên vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25 km một giờ. Cuối chiều và tối ngày 19 tháng 9, bão đi vào đất liền khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, sau đó đi dọc theo hướng Tây Tây Bắc, tiến về khu vực Trung Lào, suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 9, vị trí áp thấp ở trên khu vực Trung Lào di chuyển 15-20 km một giờ theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần. Dự báo từ ngày 19 tháng 9 đến đêm ngày 20 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa phổ biến từ 100-300 mm, có nơi trên 500 mm. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 80-170 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Từ đêm ngày 20 tháng 9, mưa lớn trên các khu vực giảm dần, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc sét cấp 1, khu vực từ Hà Tĩnh, Quảng Nam cấp 2. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, sáng sớm ngày 19 tháng 9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, bão số 4. Tại Cồn Cỏ, Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng 210 km về phía đông bắc, cách Quảng Trị khoảng 260 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62-74 km/h, giật cấp 10, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Theo bản tin phát lúc 5 giờ ngày 19 tháng 9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 16 giờ ngày 19 tháng 9, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, vận tốc khoảng 20-25 km/h trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam, cường độ cấp 8, giật cấp 10.
Khoảng 4 giờ ngày 20 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 15 đến 20 km/h, suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, từ 39 đến 61 km/h, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, từ 89 đến 102 km/h, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3 đến 0,5 mét, kết hợp với chiều cường và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Từ sáng ngày 19 tháng 9, vùng đất ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, từ 89 đến 102 km/h, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6, cấp 7. Đề phòng xuất hiện các ổ mây dông mạnh phía trước hoàn lưu bão. Trong điều kiện thời tiết xảy ra mưa dông mạnh, hệ quả đi kèm với nó là cây xanh gãy đổ, các mái tôn, biển hiệu quảng cáo có thể thổi bay trong không khí. Nhận định về tình hình mưa do ảnh hưởng của bão, chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo, từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Đề phòng mưa cường suất lớn trên 150 mm trong 6 giờ ở khu vực Quảng Trị, Đà Nẵng trong ngày 19 tháng 9. Ngày 19 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập lụt cho các khu đô thị, nơi tập trung đông dân cư do nước không kịp thoát. Sáng ngày 19 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4. Lúc 6 giờ sáng ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 173 km về phía Đông Bắc, Quảng Trị khoảng 190 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25 km/h. Trước đó, tối ngày 18 tháng 9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có những cảnh báo về tác động của bão số 4. Ông Khiêm cho rằng, dù áp thấp nhiệt đới hay bão số 4 chỉ là cơn bão cấp 8, nhưng người dân các địa phương tuyệt đối không được chủ quan vì gió yếu vì hoàn lưu của bão số 4 bao trùm một khu vực rất rộng, không chỉ ở khu vực chịu tác động trực tiếp là Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, mà còn mở rộng ra các khu vực khác như Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Do kết hợp với hoàn lưu gió mùa Tây Nam mạnh cũng như nằm trong giải hội tụ nhiệt đới, ông Khiêm nhận định, chính vì thế trong hệ thống thời tiết xấu này có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào hiện tượng mưa dông, lốc kèm gió giật mạnh. Chúng tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần, gió giật mạnh trong dông lốc xoáy còn mạnh, thậm chí nguy hiểm hơn bão mạnh. Điều này rất nguy hiểm đối với các hoạt động trên biển, trên bờ, đặc biệt ở khu vực neo đậu tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản. Chúng ta tuyệt đối không nghĩ rằng đây là cơn bão cấp 8 mà xem thường tác động của nó. Điều nguy hiểm thứ hai, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo là do cơn bão số 4 đang nằm trong hệ thống giải hội tụ nhiệt đới có trục vắt ngang khu vực Trung Trung Bộ, đồng thời đang trong thời kỳ hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam, nên tổ hợp này có thể gây ra một đợt mưa trên diện rộng và kéo dài. Ông Khiêm nói, mưa đã xuất hiện từ hôm qua và chúng tôi nhận định trong 2 ngày tới, lượng mưa ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có thể đạt 200-300 mm và có nơi trên 500 mm. Trọng tâm mưa lớn ở Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, vùng mưa có thể xuất hiện ở Tây Nguyên, Nam Bộ, Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Theo ông Khiêm, các địa phương hết sức lưu ý, khu vực Tây Nguyên, các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, mưa ở Nam Bộ thì gây ngập úng đô thị. Ông Khiêm lưu ý, chúng tôi cảnh báo vùng núi phía Tây, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tới. Thực tế trong các bản tin lúc 18 giờ ngày 18 tháng 9 của hệ thống dự báo khí tượng thủy văn từ trung ương đến địa phương, 8 tỉnh Trung Bộ đã xác định có 80 xã với 200 điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Ngày 18 tháng 9, từ sáng sớm, Đà Nẵng có mưa lớn dẫn đến ngập cục bộ nhiều tuyến đường và khu dân cư,
các tuyến đường trung tâm tại quận Hải Châu, Sơn Trà xảy ra ngập cục bộ, khiến giao thông hỗn loạn. Trong khi đó, tại các khu dân cư trũng thấp của các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, ngập lụt đã xảy ra. Người dân được yêu cầu sẵn sàng di rời khi mưa lớn tiếp diễn. Nhiều hộ dân ở khu vực rốn lũ ở Đà Nẵng, trên đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, hai ngày qua tất bật lo dọn dẹp, kê cao đồ đạc để sẵn sàng ứng phó với bão. Lo sợ tái diễn ngập nặng như đợt mưa bão tháng 10 năm 2022. Nhiều người có ô tô, mô tô đắt tiền đã nhanh chóng đưa đến nơi cao giáo. Tại khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đã về neo đậu để trú tránh bão. Một số tàu thuyền, ghe gắn máy bị vào nước, hàng trăm người dầm mưa bơm, tát nước để kéo tàu thuyền lên. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 9, còn 62 tàu thuyền của Đà Nẵng với 617 người đang hoạt động trên biển. Trong đó có 41 tàu cá, 452 người ở vùng Bắc Biển Đông và Hoàng Sa, 10 tấn trên 71 người đang ở giữa Biển Đông và Trường Sa. Bộ đội biên phòng thành phố duy trì thông tin, liên lạc với các phương tiện trên, thông báo hướng dẫn di chuyển vào bờ để tránh trú an toàn hoặc vòng tránh khỏi khu vực nguy hiểm. Kiểm tra thực tế công tác phòng chống mưa bão tại huyện Hòa Vang, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu địa phương chuẩn bị kịch bản mưa bão xấu nhất có thể xảy ra để chuẩn bị cơ sở vật chất, các địa điểm kiên cố sẵn sàng di dời dân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong các bản tin tiếp theo.